một sự thật mà không phải. Tín đồ yêu chó nào cũng biết là chó Phú Quốc của Việt Nam là một trong những loài chó quý hiếm nhất thế giới, với bản tính thông minh và dễ dàng thích nghi với nhiều môi trường sống. Nguồn gốc lịch sử chó Phú Quốc. Theo một số người dân tại đảo Phú Quốc cho biết, giống chó đặc biệt này có nguồn gốc từ giống chó lông xoáy của Pháp khi chúng bị lạc tại đây rồi dần dần sinh trưởng và phát triển thành một loại chó hoang. Một số nguồn tin khác lại tin tổ tiên của chó Phú Quốc là chó xoáy Thái Lan. Tuy nhiên, để trả lời cho thắc mắc nguồn gốc của giống chó Phú Quốc ở đâu thì đến nay vẫn chưa có tài liệu hay bằng chứng đáng tin nào xác nhận. Đặc điểm nhận dạng chó Phú Quốc. Chó Phú Quốc thuộc giống chó xanh với dáng thon, cao, cơ bắp săn chắc, đầu dài, thon, hai tai nhọn, dài, luôn dựng đứng, mỏng nhọn, rộng và có màu đen, lưỡi có đốm, mắt màu nâu, nhìn vẻ sắc lạnh, ngực to rộng và nở sâu ngang bằng với khuỷu chân, đuôi có hình móc câu, luôn cong lên cao, bụng thon, nhỏ, bốn chân thon gọn, chắc khẽ, luôn duỗi thẳng tắp khi đứng, giữa các kẽ chân có lớp màng mỏng như chân vịt. Đặc điểm này giúp chó Phú Quốc bơi giỏi trong môi trường sống biển đảo. Đặc điểm nhận dạng đặc biệt khác biệt của loài chó này nằm ở bộ lông mượt bóng, ngắn, thẳng, luôn nằm sát da cùng chùm lông mọc ngược chạy dài theo chiều dài sống lưng, đa dạng màu lông, trong đó có ba màu quý hiếm là mực tuyền, vàng lửa và vện cọp. Đặc điểm tính cách chó Phú Quốc. Rất thích săn thú và săn rất giỏi nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn, thông minh và cực kỳ nhạy bén. Chó Phú Quốc sủa rất tốt, nhạy cảm và luôn tỏ ra cảnh giác với người lạ, tuy nhiên lại tỏ ra gần gũi, thân thiện, nghe lời và trung thành tuyệt đối với chủ. Thức ăn của chó Phú Quốc. Chó Phú Quốc không kén ăn, nhưng vì bản chất là giống chó xanh trên chó hoang nên thức ăn của chó Phú Quốc không giống như các giống chó cảnh thường gặp. Thông thường, chúng thích ăn những thức ăn ngoài tự nhiên như những loài thú nhỏ, côn trùng, một số loại củ quả, rễ cây, thức ăn dưới nước, tôm, cá, sò, ốc, và đặc biệt rất thích gặm đất. Ngoài ra, người nuôi cũng cần lưu ý không cho chó Phú Quốc ăn những thức ăn được chế biến công nghiệp, nước chứa vitamin, men tiêu hóa và một số loại thực phẩm chức năng khác vì có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng. Lựa chọn môi trường sống phù hợp cho chó Phú Quốc. Bản tính chó Phú Quốc vốn hoang dã nên người nuôi cần đảm bảo không gian sống cho chúng phải đủ rộng, riêng tư sao cho càng gần gũi với thiên nhiên thì càng tốt để chó có thể tự tìm kiếm thức ăn và thực hiện những hoạt động mà chúng muốn. Ngoài ra, chuồng nuôi chó Phú Quốc cũng nên gần ao, hồ, bụi tre, cây cỏ, có thể thả vào đó các cành cây, khúc gỗ để chúng có thể chơi đùa và vận động như một giống chó xanh. Vì sao chó Phú Quốc trở nên quý hiếm? Theo Catherine Lane, người châu Âu đầu tiên nhân giống thành công giống chó Phú Quốc mà cô mang về từ Việt Nam cho biết, có 4 nguyên do chính khiến giống chó đặc biệt này trở nên giá trị, đó là: vì chó Phú Quốc sống chủ yếu trên đảo nên có sự thuần chủng hiếm có và trở nên khác biệt so với các loài chó còn lại. Sở hữu vẻ ngoài vô cùng đặc biệt với chùm lông xoáy mọc ngược dọc theo sống lưng. Bản tính cực kỳ thông minh, trung thành và dễ dạy bảo. Số lượng hiện có là vô cùng giới hạn với khoảng 800 chó Phú Quốc trên toàn thế giới. Một số thông tin thú vị khác. Chó Phú Quốc tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là loài chó bản địa duy nhất tại Việt Nam. Tuy là chó Phú Quốc thuần chủng nhưng không phải con nào cũng sở hữu chùm lông xoáy ngược trên sống lưng, thể hiện rõ nhất qua việc nhân giống chó Phú Quốc với thế hệ con sau không phải 100% đều thể hiện đặc điểm đặc biệt này. Tính đến năm 2015, chó Phú Quốc hiện chỉ có khoảng 800 con được đăng ký trên toàn thế giới, trong đó hầu hết chúng đều sống trên đảo. Cùng với chó xoáy Thái Lan, chó xanh sư tử Nam Phi, chó Phú Quốc của Việt Nam là ba loài chó duy nhất trên thế giới sở hữu chùm lông xoáy mọc ngược chạy dọc trên sống lưng. Năm 2011, chó Phú Quốc là giống chó đầu tiên của Việt Nam được đưa sang Paris tham dự Exxion Dog Show 2011, cuộc thi chó đẹp thế giới năm 2011 và xuất sắc đoạt giải CACS, chứng chỉ chó đẹp cấp thế giới, có thể gọi là vô địch thế giới chó Phú Quốc năm 2011.